Ở tập trước, Deka biết tin em dâu mang thai thì đem lòng đố kỵ. Vì mất chồng nhưng em dâu lại sống hạnh phúc, bà ta nảy sinh mưu kế hại Jamila. Đúng lúc này, bọn cướp chia ra nhiều nhóm vào làng tìm hiểu kẻ đã biết bí mật của hang động. Chính vì vậy, kế hoạch của Deka hại Jamila bất thành. Không chỉ vậy, bà ta còn bị bọn cướp đột nhập vào nhà lấy hết tài sản. Trước nhiều biến cố, Deka độc ác đã quá điên dại. Khi biết chị dâu Deka điên loạn và nhà của anh trai bị cướp mất hết tài sản, Alibaba nhận chăm sóc cho chị dâu. Vợ chồng Alibaba quyết định mở một cửa hiệu nhỏ, chuyên bán lương thực giá rẻ cho người dân. Bán cho tụi ít khoai đi. Bán tụi ít bắp đi nào, lâu quá. Cho tụi ít bí ngô, nhanh đi nào. Dạ, bà con cứ từ từ nha, ai rồi cũng sẽ có phần. Dạ, dạ có liền đây. Dạ. Ông muốn mua lương thực phải không? À, ông đưa cho con cái túi, còn biếu ông lương thực đem về ăn. Lần sau, ông không có tiền thì cũng không cần phải ngại gì cả. Mosiana, mua lấy cho ông lão một bao gạo nhỏ và bỏ vào túi này bắp và bí ngô thật đầy nha. Ngài có phải là Alibaba mà tôi đã quen biết không? Tôi tên là Rahu. Chính ngài đã đụng trúng xe ngựa của tôi và đền tiền vàng do bể đồ, ngài nhớ chưa? À, thì ra là anh đây sao? Tôi đền tiền cho ông chủ hàng mà vẫn bị ông ta nói là làm việc không cẩn thận, liền đuổi việc tôi. Tôi định lên kinh thành xin vào cung điện, huấn luyện cho quân lính. Nếu anh không chê làng quê nghèo, thì hãy ở lại đây giúp dân làng tôi được không? Hả? Tại sao lại phải ở đây giúp dân làng? Nơi đây có chuyện gì sao? Chẳng giấu gì anh. Nơi đây từng xảy ra vụ cướp, bọn cướp hoành hành khắp nơi. Tôi muốn có một người huấn luyện người dân để họ có đủ sức lực để đem lại bình yên cho nơi đây. Theo lời mời của Alibaba, Rahu đã đồng ý ở lại huấn luyện võ thuật cho những người dân ở ngôi làng của Alibaba để họ có khả năng tự bảo vệ mình chống lại bọn cướp.